Xin chào các bạn, là mình Dương Minh Thị sinh Petrova. Mình đang có mặt tại tòa nhà TNR Tower 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Và phía sau mình là cái hồ thủy sinh, thì nó là dài nhất Việt Nam. Tổng chiều dài của nó là 12m. Vậy nên Dương kết hợp rất là nhiều bố cục trong chiếc bể thủy sinh này. Các bạn cùng Dương đi một vòng xem có gì đặc biệt nha. Đó, đây là phía trước này là Iwagumi nè. Tiến tới một tí nữa thì sẽ đến là bố cục nature theo một cách tự nhiên các bạn, vân vân, kết hợp rất nhiều yếu tố. Và nhắc đến đèn thì tổng số lượng đèn như dùng ở đây là 10 cây, một cây là 1m2 thì tính ra là thành 12m đó các bạn. Lọc thì như dùng tổng cộng là 6 cái lọc, cái công suất tổng 6 cái lọc này là khoảng 9.000 lít trên một giờ, đủ để duy trì cái hệ thống hồ này. Không phải là quá lớn nhưng mà nó vừa đủ thôi. Và Dương sử dụng tổng cộng là 3 bộ CO2 bao gồm cả van điện, kết hợp với lại trộn chữ T để nối trực tiếp vào cái đầu ao của hệ thống lọc luôn, để CO2 nó hòa tan đều trong nước thì cây mới phát triển đẹp được. Dương sẽ quay xa xa tới cho bạn xem nha, view này rất đẹp. Nếu có dịp anh em nào ghé đến quầy bar này mà thấy cái hồ tây sinh này thì nhớ bình luận bên dưới cho Dương xin cái ý kiến về cái bể của Dương nha. Và điều cuối cùng Dương muốn nói là các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh thủy sinh Best Owa của Dương nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.